Xin chào tất cả mọi người nhé. Thì hôm trước thì mình có làm một video giao hơn 100 cặp chim bồ câu ti tàn thải siêu thịt ra miền Bắc. Thì ngày hôm nay thì mình làm tiếp một video để mọi người hình dung cho kỹ. Đây là anh Thuần nhé. Thì mình có giao hơn 100 cặp chim bồ câu cho anh Thuần nuôi. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ làm kỹ thêm một số nội dung để hướng dẫn anh Thuần cho chim bồ câu ăn bước đầu như thế nào. Thì khi mà chim bồ câu mà mới vận chuyển về nhà thì mình cho ăn cũng ít cám thôi mọi người nhé. Đặc biệt là cho ăn ít cám thôi. Đấy, chim bồ câu vận chuyển từ Đắk Lắk nha mọi người. Không sửa vào đấy mà không ấm nữa thì... Từ Đắk Lắk mình vận chuyển chim bồ câu ra phía Bắc luôn. Và chim ra tới đây rất là khỏe. Đây mọi người thấy không? Ăn rất là nhiều và nhanh này. Và cái việc chim bồ câu á, mình giao đến nhà người nông dân á, nó còn đảm bảo hay không thì nó ở cái việc là chim bồ câu có nhanh nhạy hay không và ăn ok hay không. Thì như trên màn ảnh mọi người cũng có thể thấy được là những cặp chim bồ câu hết sức là lành lợn. Thì tại vì cái môi trường ở miền Bắc mình đi vào đúng đợt rét đậm rét hại luôn, nên là thành ra tới đây là mình cũng phải anh Thuần cũng phải sửa ấm ở cái trại của anh một tí. Vì anh Thuần anh cũng có nuôi một ít chim bồ câu rồi, nên là anh cũng biết tương đối về kỹ thuật, nên là khi mà mình ra đây hướng dẫn cho anh thì mình gặp rất nhiều thuận lợi luôn. Và anh Thuần là một người sống rất tình cảm mọi người ạ. Và mình khi mà mình giao chim bồ câu ra đây thì chúng đợt rét đậm rét hại, nhưng mà chim bồ câu ra đây vẫn cực khỏe luôn. Thì mọi người cũng có thể thấy được là chim bồ câu ti tan thái siêu thịt, cái sức chịu đựng của nó ở tất cả các môi trường đều ok mọi người nhé. Ở khắp Việt Nam mình môi trường nào nuôi chim bồ câu ti tan thái siêu thịt này cũng được, nhưng mà những dòng chim khác thì không được như vậy đâu mọi người ạ. Đây, chim ăn rất nhanh và sạch cả máng này. Những cặp chim bồ câu rất to. Thì cái dòng chim bồ câu ti tan thái siêu thịt này ấy, thì nói chung đây là anh Thuần anh kỹ thôi, chứ mình cũng không phải che bạt đâu. Nếu mà lạnh rét đậm rét hại thì mình mới phải che, mình mới phải sửa bóng đèn thôi. Thì vì nhiều người cũng thắc mắc mình là tại sao mình bật đèn ấy, thì hôm nay mình làm video cho mọi người xem luôn. Đó là bật đèn này để sưởi ấm trong cái tình trạng rét đậm rét hại ấy. Thì một năm ấy, thì có tầm khoảng được vài ngày rét đậm rét hại thôi mọi người. Thì để tránh những cái đáng tiếc cho cái đàn bồ câu thì mình bật đèn thì cũng ok thôi. Nhưng mà nếu nhà nào mà kín bưng mà không có cái gì thì mình không có gió lùa vào thì mình cũng không cần bật đèn đâu mọi người nhé. Mà anh Thuần rất là kỹ, đây mọi người có thể thấy này. Anh nuôi chim rất là bài bản. Khi chim bồ câu ti tan thái siêu thịt của mình ra tới đây thì anh rất là thích. Chuồng, rồi những cái hệ thống máng ăn rổ đẻ là đều kênh nông dân làm giàu của mình cung cấp luôn mọi người nhé. Và cũng nhiều người hỏi là tại sao mình không lấy tên thương hiệu nông dân làm giàu cho trại luôn. Thì mình cũng nghĩ đến cái trường hợp này thì chắc là qua năm mình sẽ lấy cái tên trại của mình là nông dân làm giàu luôn mọi người ạ. Rồi mình cũng phát triển hệ thống website đó, tất cả mọi thứ đồng bộ là nông dân làm giàu, để mọi người xem rồi mọi người tìm trên Google cho nó dễ. Tại vì nhiều người thì rất là thích chia sẻ những kinh nghiệm của mình cũng như chim bồ câu của mình, và nhiều người họ không kết nối được thì mình cảm thấy rất là tiếc. Và đặc biệt là mọi người phải tìm được đúng nơi đúng chỗ, chứ cũng có đi lầm địa chỉ thì mình cảm thấy rất là tiếc. Và kênh nông dân làm giàu của mình là độc nhất và duy nhất ở Việt Nam này, thì mình cũng rất hy vọng là mọi người đến đúng nơi. Đây mọi người thấy không, mới cho ăn mà nó đã ăn sạch này, thì chứng tỏ là những cặp chim bồ câu hết sức là khỏe. Và khi mà mình giao tới nhà mà đi một chặng đường xa thì mọi người cũng không, thứ nhất là cũng không nên cho ăn cám quá nhiều cùng một lúc. Thì nếu mà cho ăn quá nhiều một lúc thì có nhiều con chim bồ câu nó bị khó tiêu mọi người ạ. Thế nên chính vì vậy mình cho ăn một ít thôi, khoảng 3-4 ngày sau rồi mọi người hãy cho ăn cái liều lượng đúng với liều lượng nuôi chim bồ câu nhé. Đây là những cặp này là chắc cứ khoảng 6-7 giờ tối là bắt đầu nó rớt trứng thôi, bắt đầu nó đẻ. Thì chim bồ câu nó thường đẻ vào tầm khoảng 6 giờ tối đó. Thì ban ngày thì có nhưng mà rất là ít thôi. Đây mọi người cũng có thể thấy không, chim bồ câu rất đã. Và khi mà mình giao chim bồ câu đến cho mọi người, mình cảm thấy chim khỏe và mọi người nuôi ok ấy,
thì mình cảm thấy mừng lắm. Và qua qua năm thì mình cũng sẽ, cái hướng phát triển của mình ấy thì sẽ hợp tác với rất là nhiều người đặt chim bồ câu. Và bây giờ cũng thời điểm cuối năm rồi ấy, nên là qua năm mình cũng sẽ hợp tác với rất nhiều người. Và ai mà hợp tác nuôi chim bồ câu cùng với mình nhé, thì mình cung cấp giống, cũng như là anh em nào ở phía xa miền phía Bắc, miền Trung, hoặc là đặc biệt là ở phía Nam này luôn, thì mà cần cái làm chi nhánh của mình ấy thì mình sẵn sàng luôn. Mình sẵn sàng có thể đặt chi nhánh ở những cái nơi mà anh em hợp tác cùng với mình, thì để cùng mọi người phát triển thôi. Tại vì mình thấy là cái đầu ra của con chim bồ câu này nó rất là phát triển, cũng như là mình thấy là cái thị trường, mình thấy được cái thị trường cũng như là cái hướng phát triển của nó. Nên là nếu mà ai cần mà hợp tác với mình mà cần chi nhánh thì mình sẵn sàng thôi. Đây là trứng chim bồ câu này, mọi người, trên đường mình vận chuyển đến đây nó đẻ đấy, thì có một số quả nó vỡ thì chỉ để luộc thôi, chứ chứ tối, thường thường nó tối nó mới để lại. Còn những cặp nào mà rớt trứng trên đường đi thì xe nó sóc thì nó sẽ xảy ra tình trạng là bị vỡ. Nhưng mà không sao mọi người ạ, mình nuôi chim bồ câu nó lâu dài mà, thì chính vì việc mình, mọi người thấy là chim bồ câu nó đẻ dọc đường thì mọi người mới thấy là chim bồ câu rất là tốt. Thì đó là cũng là một cái tín hiệu, nói chung là cũng đáng mừng đấy. Chứ sao chim bồ câu mà không đẻ thì đúng là cũng mệt cho người nuôi, chứ không phải chuyện bình thường đâu mọi người ạ. Thế như hồi nãy mình có nói đấy, thế là ai mà muốn hợp tác mà làm chi nhánh của trại nông dân làm giàu thì mình sẵn sàng luôn. Nó đúng như cái thương hiệu của mình, đó là nông dân cùng làm giàu. Đấy, nên là mình cũng hy vọng là mọi người đã tin tưởng mình và mọi người muốn phát triển kinh tế với con chim bồ câu á, thì mình hoàn toàn có thể trao đổi lẫn nhau. Và mình làm một địa chỉ đỏ để bao đầu ra cho mọi người. Và mình tin chắc rằng cái mình bao đầu ra giá cao hơn rất nhiều so với cái những cái trường hợp mà thu chim đầu ra cho người nuôi. Tại vì có những trại khi mà thu đầu ra là thu với giá cực bèo luôn. Và khi mà mình biết được những câu chuyện như vậy mà mình nghe thấy được thì mình cảm thấy rất là buồn. Tại vì mình nuôi chim bồ câu thì mình biết cái giá trị cao thực sự của con chim bồ câu. Khi mà mình thấy được và mình có nghe được một số những nơi mà bao tiêu đầu ra, nói bao tiêu đầu ra nhưng mà chỉ đấy của người dân là khoảng 20-30 ngàn trên một con thôi, thì mình cảm thấy buồn vô cùng luôn. Và mình cũng hy vọng là những người mà có chim bồ câu mà xem được video của mình và có thể hợp tác với mình thì có thể là sẽ phát triển hơn rất là nhiều. Và mình cam đoan rằng cái giá của mình cao hơn rất nhiều lần so với cái giá mà nhiều người đang thu bây giờ là tầm khoảng 20-30 nghìn thôi, thì mình cảm thấy rất là tội nghiệp cho người nuôi. Và mình thấy được rằng là nhiều người hợp tác với mình thì họ đều phát triển rất là tốt. Tại vì cái chim bồ câu Titan Thái siêu thịt á, nó là dòng siêu đẻ, siêu thịt và siêu lợi nhuận mà. Chính vì vậy hàng tháng mọi người nuôi thì mọi người đều có chim ra ràng, thì đồng nghĩa với việc là mình đã có tiền rồi đấy. Và năm nay thì anh em của mình ấy, thì là cũng đang nghiên cứu để tìm ra một cái cách nuôi mới nhá. Chim bồ câu thì đương nhiên không thay đổi rồi, nhưng mà anh em mình đang tìm ra cách nuôi mới, và qua năm thì mình sẽ công bố cho mọi người luôn. Và cái cách nuôi mới này thì mình đảm bảo và mình hy vọng rằng con chim bồ câu sẽ còn phát triển hơn nữa, và chim bồ câu ra ràng sẽ nhiều hơn nữa, và người nuôi sẽ có lợi nhuận nhiều hơn nữa. Thì qua năm thì mình sẽ thông tin đến mọi người ở trong video sau về cách nuôi như thế nào và cho chim ăn gì. Thì qua năm thì mình sẽ làm. Còn bây giờ giai đoạn cuối năm thì mình chạy những cái đơn hàng. Đây là anh Thuận, anh cực kỳ kỹ luôn, anh còn che cả bạt lại mọi người ạ. Che cả bạt lại luôn đấy, tại vì đang rét đậm rét hại khoảng 5-6 ngày đấy. Thì chim thì nó cần đừng có rét quá thôi. Còn ở phía Bắc thì đương nhiên sẽ có những ngày rét đậm rét hại và chết cả trâu bò đấy. Thì chính vì vậy nên là anh cũng rất là kỹ. Thì chính vì mình những người kỹ như anh Thuần thì nuôi thì nó mới thành công được mọi người ạ. Thì
đây là hơn 100 chim, cặp chim bồ câu ti tan thái siêu thịt mình giao ở miền Bắc, và khi giao thì mình sẽ hướng dẫn kỹ thuật cho người nuôi. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình.